thần y trở lại, ngô bình. chương 41 còn tảng này chưa tách, tôi đưa cô cả thể. Tất cả mọi người đều bất ngờ, từ 20.000 biến thành 11 triệu ư. Lãi những năm 500% luôn. Thật không, đường Minh Huy chố mắt ra hỏi. Con đã mua hết đá mà anh ngô chọn rồi, bố mau viết chi phiếu đi, tổng là 11 triệu 500. Đường Minh Huy không nhiều lời mà viết chi phiếu ngay rồi đưa cho Ngô Bình anh cũng không khách sáo mà nhận luôn, còn tảng này chưa tách, tôi đưa cô cả thể. Đường tử di tươi cười đáp, cảm ơn anh. Ngô Bình đã chứng minh được thực lực của mình, đường Minh Huy và đường tử di đã vững tin hơn, chỉ chờ thời cơ chín mùi là họ có thể đến biên nam càn quét một trận rồi. Đường Minh Huy còn định mở tiệc đãi Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối vì đang bận rất nhiều việc nên không rảnh để ngồi tiếp họ được. Lúc chào tạm biệt, đường tử di nói, anh phải cẩn thận tống hồng bân đấy, nếu cần thì em có thể cử cao thủ đến hỗ trợ anh. Ngô Bình thờ ơ nói, tạm thời không cần đâu, đừng tiễn nữa, tạm biệt. Nói rồi, anh lái chiếc S5 phóng vù đi. Đường Tử Di vẫn đứng bất động hồi lâu nhìn. Đường Minh Huy vỗ vai con gái, Tử Di, đừng nói con thích cậu ấy rồi nhé. Đường Tử Di liếc bố mình rồi nói, bố, tối nay là sinh nhật ông nội, bố hãy lấy tinh thể băng đế vương lục này tặng cho ông, tiện thể nói luôn chuyện mình ký hết với Sơn Trang Thái Khang cho ông biết nha. Dự án lớn thế này thì mình phải mượn lực của nhà họ đường mời được. Đường Minh Huy sáng mắt lên nói, ừ. Ngô Bình đang vui nên lái xe cũng nhanh hơn, anh đang nhẩm tính trong đầu cách chi tiêu khoản tiền lớn này. Càng về sau thì tu luyện thiên địa huyền hoàng quyết càng khó, đã thế còn phải dùng nhiều dược liệu quý, vì vậy số tiền này chưa chắc đã đủ, cùng lắm chỉ mua vài lần dược liệu là hết đúng là tiêu tiền như nước, huống hồ anh còn là tu sĩ chính thống nên càng tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Mình đang đã thông kinh mạch cấp 2 rồi, vậy là sắp tới có thể tu luyện các công pháp lợi hại khác, ngô bình lẩm bẩm. Thiên địa huyền hoàng quyết là môn công pháp cơ bản nhất, nếu muốn đánh nhau với người ta thì anh cần phải học thêm các môn võ thuật khác như thiết sa trường, chu sa trường, kim trung cháo, ngũ độc ám thủ mà anh từng thi triển trước đó chỉ là một trong các môn công pháp thôi. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng ngũ độc ám thủ còn dễ luyện, chứ thiết xa trường thì cần rất nhiều dược liệu quý, kim trung cháo thì cần ngâm mình trong nước thuốc, đồng thời còn cần một lượng lớn dược liệu quý khác. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã về đến huyện, phía trước là con đường có đèn giao thông, chỉ cần đi hết đường này là anh về tới nhà rồi. Có một chiếc AS7 màu bạc đỗ trước xe anh, chiếc xe này đắt hơn con S5 của Ngô Bình nhiều, giá lăn bánh phải cỡ 2 triệu lúc hai chiếc xe đang chờ đèn đỏ thì lại có thêm 4, 5 chiếc xe khác dừng lại ở phía sau xe Ngô Bình, còn chiếc AS7 thì ở ngay phía trước. Lúc này, qua gương chiếu hậu, Ngô Bình có thể nhìn thấy một chiếc container đang phóng như bay đến, chỉ còn cách phía này chưa tới 100 mét, nhưng nó vẫn không có ý định giảm tốc. chương 42 cẩn thận, xe điên lại khởi động rồi. Anh lập tức ngoái cổ lại nhìn, dù ở khoảng cách rất xa, nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh vẫn có thể nhìn thấy người tài xế đỏ ngầu mắt rồi nhìn chầm chầm về phía trước trong khoang xe. Ngô Bình giật mình rồi ra sức ấn còi, nhưng xe phía trước vẫn không hiểu ý của anh. Hết cách, thấy chiếc xe đang lao đến gần, Ngô Bình đạp chân ga rồi điều khiển chiếc xe đâm vào xe phía trước. Tài xế sợ mất mật, cảm thấy xe mình bị đâm lăn thêm chục mét nữa mới dừng lại. Tài xế là một cô gái trẻ tuổi, ngồi sau là con gái cô ấy, cô ấy nổi giận, chờ chiếc xe dừng hẳn lại thì lao xuống ngay. Cô ấy vừa định cất giọng mắng chửi thì chợt biến sắc mặt, vì cô ấy nhìn thấy một chiếc xe container đâm điên cuồng vào các chiếc xe ở phía sau, có một chiếc xe bị kẹp giữa hai chiếc xe lớn khác đến mức nát bét, chắc tài xế và người ngồi bên trong lành ít giữ nhiều. Bốn chiếc xe khác cũng không khá hơn là bao, hàng loạt tiếng động lớn vang lên, cả một hàng ô tô dài đều bị đâm liên hoàn không biết sau khi tàn phá bao nhiêu chiếc xe thì xe container mới chịu dừng lại, đầu xe cũng móp hết rồi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, có người mắng chửi, có kẻ cầu xin, có xe còn bốc cháy, vô cùng khẩn cấp. Cô gái kia sợ hết hồn hết phía, đồng thời cũng hiểu ra ban nãy Ngô Bình đã cứu mình. Cô ấy còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Ngô Bình đã lấy bình chữa cháy ra rồi chạy đến chỗ chiếc xe đang bốc cháy. Chiếc xe bốn chỗ ấy gần như biến dạng, có một cô gái trẻ ngồi bên trong, ngoài ra còn có một bé trai khoảng 7 tuổi, hai mẹ con đều đang khóc vì thấy xe bốc cháy. Ngô Bình mở bình cứu hỏa ra phun để dập tắt lửa, sau đó mở cửa xe, anh bùng nổ chân khí, uỳnh một tiếng, cửa xe biến dạng đã được anh giật ra. Người phụ nữ không sao, còn bé trai bị gãy chân trái, hơn nữa còn bị dây sắt quấn vào người. Người mẹ khóc lóc thảm thiết, xin hãy cứu con trai tôi, xin hãy cứu con trai tôi ngô bình an ủi cô ấy đừng sợ không sao đâu anh thò tay vào bên trong rồi gỡ dây sắt ra sau đó chầm chậm bế cậu bé ra ngoài có người tốt bụng chạy đến đón cậu bé sau đó có nhiều người khác tới gọi cảnh sát và cứu thương lúc này bỗng có người hét lên cẩn thận xe điên lại khởi động rồi ngô bình ngẩng lên nhìn thì thấy tài xế của chiếc xe container vẫn định khởi động xe tiếp anh bừng lửa giận rồi chạy như bay về phía đó sau đó mở cửa xe ra túm lấy một chân của tái xế rồi kéo ra ngoài gã tài xế la hét điên cuồng nhưng sau khi bị ngô bình tát cho hai cái thì đã ngất xỉu ngô bình mặc kệ gã rồi tiếp tục cứu người may là không có nhiều người bị thương hầu hết chỉ bị mắc kẹt trong xe cần được cứu ra ngoài thôi nếu không mới nguy hiểm đến tính mạng anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để sàng lọc thương tích của từng người cho tiện việc cứu chữa có khoảng hơn chục người bị thương nặng anh dùng kim châm cứu để cầm máu cho họ, ai bị gãy xương thì anh dùng tạm thứ gì đó cố định lại, ai bị xuất huyết trong thì anh dùng cách khắt mạch để cầm máu tạm thời. Anh làm rất thuần thục, cứu người rất nhanh, khi hàng loạt các xe cứu thương đến thì anh đã sơ cứu hết cho tất cả những người bị thương rồi. mươi 43 đúng là rất kỳ lạ. Ngô Bình cũng trở thành một tay phá xe cử khôi, anh đã phá cửa của người mấy chiếc xe, cũng vì dùng sức quá mức nên chân khí đã hao nhiều, đầu anh mướt mải mồ hôi cô gái lái chiếc AS7 cũng tham gia vào việc cứu người. Cô ấy vẫn luôn để ý đến Ngô Bình nên phát hiện anh cứu được cả những người bị thương nặng. Hơn nữa còn có chuyên ngành y và giúp mọi người cầm máu, nối xương một cách nhanh chóng, hệt như làm ảo thuật. Cô ấy đang thấy rất tò mò về anh. Thấy có nhiều người tới hơn, Ngô Bình mới quay người lặng lẽ rời đi, đột nhiên anh bị một cô gái chặn lại, bấy giờ anh mới nhớ cô ấy là chủ của chiếc xe bị anh tông đít. Cô gái này khoảng 22, 24 tuổi, trông rất xinh đẹp. Anh vừa nhớ ra mình tông vào xe của người ta thì vội nói ngay, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường xe cho cô. Ai cần anh bồi thường chứ?" cô gái mỉm cười nói, "Nếu không nhờ có anh thì tôi cũng gặp nguy hiểm như họ rồi. Tôi đến để cảm ơn anh thôi." Ngô Bình nhếch miệng cười, "Không cần đâu." Anh xua tay rồi lên xe, chuẩn bị rời đi. Cô gái vội vàng chạy tới nói, "Cho tôi xin số điện thoại đi." Hôm nào tôi mời anh đi ăn." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cho cô ấy số điện thoại. "Tạm biệt, anh nhấn ga rồi phóng đi." Cô gái đứng yên tại chỗ một lát rồi cũng lên xe của mình, bé gái hơn 2 tuổi ngồi phía sau rất ngoan, không khóc lóc gì cả. Cô nhẹ nhàng nói, "Cục Cưng, chúng ta về nhà thôi." Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Ngô Bình về đến nhà mới phát hiện quần áo mình bị bẩn, người thì mướt mồ hôi nên anh đi tắm luôn. Chu Thanh Nghiên thấy thế thì tò mò hỏi, "Anh Ngô, anh sao thế?" Ngô Bình, tôi vừa gặp tai nạn xe nên cứu mấy người, nói rồi, anh đi vào nhà tắm luôn. Lúc này, Ngô Nghi cầm điện thoại đến, "Chị Nghiên, chị đọc tin tức chưa? Có tai nạn xe liên hoàn đấy." Vụ tai nạn đã được đưa lên bản tin, có hơn 50 người bị thương, trong đó có 30 người bị thương nặng, 3 người tử vong ngay tại hiện trường. Hiện giờ, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường đối tượng tình nghi đã bị khống chế. Có một nữ cảnh sát đang kiểm tra ở hiện trường tai nạn xe, cạnh cô ấy là một người trung niên mập mạp. Nữ cảnh sát nhìn ghi chép về người bị thương rồi ngạc nhiên nói, thầy ơi, có rất nhiều người bị thương nặng, nhưng ngoài chiếc xe nát tương kia ra thì không có ai thiệt mạng cả. Đúng là rất kỳ lạ, người đàn ông mập mạp nói. Lúc này, có người cầm điện thoại tới, bên trên đang phát lại đoạn video trên con đường này. Người đàn ông mập xem một lúc rồi tỏ vẻ khó tin nói, "Khỏe thật đấy." Cô cảnh sát vội chạy tới gần, nhưng mới xem được một lát thì đã ngạc nhiên nói, "Cửa xe bị móp đến mức ấy thì phải cắt ra mới tháo được, sao anh ta có thể giật ra luôn được nhỉ?" Ông mập gật đầu nói, "Đúng, xem tiếp đi, cậu ta còn cứu được mấy chục người rồi giúp họ nối xương, cầm máu nữa, cao nhân là đây chứ đâu." Chương 44 thằng chó. Đại sư chat trai, giết nó cho tôi. Cô cảnh sát tỏ vẻ nể phục, siêu thật, anh ta đã phát hiện nguy hiểm từ trước nên đâm cho chiếc xe phía nhích lên mười mấy mét, sau đó còn đánh ngất tài xế để phòng người này tiếp tục gây án. Ông mập, đi điều tra về thân phận của cậu ta rồi báo cáo lại cho tôi. Vâng. Về phần Ngô Bình, sau khi tắm rửa xong xuôi, anh lau khô người mặc quần áo rồi mới ra ngoài, ngay sau đó đã nhìn thấy bản tin thời sự rồi lầm bẩm, con người bây giờ lạ thật đấy, đang yên đang lành đi hại biết bao nhiêu người chu thanh niên nói anh ngô anh đi cứu người à cô ấy đã đoán được vì sao quần áo của ngô bình lại bẩn như thế rồi ngô bình cười đáp tình cờ tôi cũng có mặt ở hiện trường nên tiện tay cứu mấy người thôi chu thanh niên giơ ngón tay cái anh ngô thật có tấm lòng y đức ăn tối xong ngô bình hỏi thăm chu thanh niên về nhà cô ấy thì biết chu viễn sơn vẫn bình thường ngoài ra không thấy có sát thủ nào xuất hiện nữa ăn uống xong Ngô Bình chở Chu Thanh Nhiên bằng xe máy đến công viên Thanh Sơn tập võ. Tiểu Thiên Tinh trưởng của Chu Thanh Nhiên có uy lực khá mạnh, nhưng Ngô Bình vẫn thấy có nhiều điểm thiếu sót nên anh vừa tập vừa chỉ dẫn cho cô ấy. Hai người tập đến gần 10 giờ thì Ngô Bình bảo Chu Thanh Nhiên về trước, còn mình thì đến bệnh viện. Lần này tới bệnh viện, Ngô Bình đã gặp lại hai người quen, đó chính là hai tên bắt cóc Ngô Mi và bị anh thi triển ngũ độc âm thủy, vì họ có ý đồ bất chính nên anh không nương tay chút nào. Hiện giờ, họ đang lâm vào tình trạng nguy kịch, mặt xám xịt, lưng thì còng, bệnh tật khắp người, đến bác sĩ cũng phải lắc đầu vì đã vô phương cứu chữa. Mấy ngày qua, họ gần như sống ở bệnh viện với hy vọng sống được ngày nào hay ngày ấy. Các cơn đau hành hạ khiến họ chỉ muốn chết quét đi cho xong, nhưng lại không dám. Khi chạm mặt Ngô Bình, hình như họ đã nhận ra anh, gã tên là Đại Hổ chỉ vào Ngô Bình rồi run giọng nói, mày, Ngô Bình nhìn chằm chằm vào gã rồi nói, đau lắm đúng không? Cứ bình tĩnh, cơn đau khủng khiếp hơn còn chờ ở phía trước, giờ mới chỉ có thận với phổi hỏng thôi, mấy nữa còn tim nữa cơ. Tên đó bật khóc, rốt cuộc mày đã làm gì bọn tao? Mày là ma. Vì quá kích động nên gã bị đau tim, mắt trợn tròn rồi ngất xỉu. Ngô Bình không quan tâm mà đi tiếp, anh tới phòng bệnh của Tống Thế Kim, anh không muốn tên đó chết, vì như vậy thì quá dễ dàng cho gã. May là Tống Thế Kim vẫn còn sống, bà cụ hôm qua vẫn túc trực ở đây. Anh vừa xuất hiện là bà cụ đã nhìn thấy ngay rồi nói cậu là Ngô Bình à. Sọng điệu của bà cụ rất bình tĩnh, nhưng thái độ thì khá canh kiệu. Ngô Bình, bà là mẹ của Tống Hồng Bân ư. Bà cụ hừ một tiếng, Hồng Bân đã kể cho tôi nghe chuyện của cậu rồi. Cậu bạn trẻ, tôi biết cậu có tài, nhưng cậu phải hiểu là đôi khi bản lĩnh của mình vừa không bảo vệ được người nhà mình, mà còn làm hại họ nữa đấy. Ngô Bình sầm mặt, mụ già này đang đe dọa anh ư? Anh bật cười nói, bà cụ, tôi thấy bà sống hơi lâu rồi đấy, hay để tôi tiến bà lên đường nhé? Bà cụ cười lạnh nói, đúng là cái loại vô văn hóa, cậu tưởng nhà tôi chưa có chuẩn bị gì sao? Đúng lúc này, Ngô Bình cảm thấy sau lưng mình có người, anh lách người sang một bên thì thấy một người đàn ông vừa đen vừa gầy lao tới, thoạt nhìn thì chắc đây là cao thủ Đông Nam Á đi phía sau cao thủ đó là Tống Hồng Bân đang đi khom lưng, có lẽ vì bị mất ngủ dài ngày nên trông ông ta rất uể oải, mắt ông ta hằn tia máu nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Thằng khốn kia, tao biết ngay mày sẽ mò tới nên chuẩn bị sẵn chờ mày rồi đấy. Ngô Bình vẫn bình tĩnh nói, Tống Hồng Bân, có phải dạo này ông hay gặp ác mộng, thận thì đau rồi suốt ngày tiểu dắt không? Phổi cũng gặp vấn đề nên ho suốt ngày phải không? Ông mau đi khám đi, ông đang bị suy gan và thận đấy, nếu không chữa trị thì chết như chơi. Tống Hồng Bân vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt nói, thằng chó. Đại sư chát trai giết nó cho tôi. chương 45 xin nó ư, không đời nào. Người đàn ông Đông Nam Á đó lập tức tăng tốc, sau đó nhảy lên cao rồi tấn công Ngô Bình. Anh thấy hắn dùng võ môi thái, một môn võ chuyên dùng đầu gối và khuỷu tay để tấn công đối thủ. Lúc tên đó bật người lên cao, Ngô Bình không lùi lại mà tung một quyền về phía hắc sau đó đối phương đã dùng củi trỏ để đỡ bụp một tiếng động vang lên ngô bình lùi lại một bước còn chát trai thì không hề hấn gì nên tục tấn công ngô bình cao mày cao thủ đây rồi anh cất bước vòng qua người chát trai rồi lao về phía tống hồng bân ông ta sợ đến mức hét ầm lên rồi quay người bỏ chạy ngô bình đuổi theo rồi cho ông ta một cái tát khiến ông ta hoa mắt chóng mặt sau đó anh không dừng lại mà chạy ra ngoài đây không phải nơi thích hợp để đánh đấm, nếu muốn thì phải tìm một chỗ hẻo lánh hơn. Chát trai và Ngô Bình một trước một sau, đuổi nhau ra khỏi bệnh viện. Khi tới một con đường nhỏ, Ngô Bình leo qua tường rồi chạy tới sân tập của trường tiểu học. Hiện giờ không có ai ở đây, nơi này cũng không có camera giám sát nên anh có thể hành động thoải mái. Quả nhiên Chát trai đã đuổi đến nơi, hắn nói, không ngờ tôi lại gặp cao thủ, giọng nói của hắn nghe rất lạ, phát âm cũng không chuẩn. Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc vì anh không phải đối thủ của tôi đâu, Ngô Bình nói. Anh đã luyện Ngũ Long Thánh Quyền tạo được ba con rồng rồi, nên cao thủ cùng cảnh giới khí không thể địch lại anh được, huống hồ chát trai này chỉ ở cấp Đại Chu Thiên của cảnh giới khí. Chát trai thờ ơ nói, tôi đã nhận việc rồi thì phải làm tới nơi tới chốn, một là anh đầu hàng, hai là chết. Ngô Bình thở dài, xem ra chúng ta phải đánh nhau thật rồi anh tách hai chân ra đứng trung bình tấn rồi nói, ra tay đi. Quỳnh! Mặt đất rung chuyển, chát trai sông lên rồi dùng khuỷu tay tấn công Ngô Bình. Lần này, Ngô Bình bước lệch ra rồi tung một quyền tới. Quyền này của anh như con rắn chui ra khỏi hang động, vừa nhanh vừa chuyển xác bám vào huyệt đạo trên cánh tay của chát trai Cánh tay của hắn lập tức tê dần rồi buông thóng, nhưng quyền thứ hai của Ngô Bình đã đến, anh tung một cú đấm thẳng vào đối thủ. Dầm! vì cánh tay chợt buông thóng nên chát trai không kịp phòng bị, hắn đành lùi lại né đòn, nhưng tiếc là đã muộn, do đó đã bị Ngô Bình đánh bay. Phụt! Chát trai hộc ra một ngụm máu, trong máu còn sen lẫn cả nội tạng. Ngô Bình đã dồn hết sức vào cú đấm vừa rồi nên chát trai đã bị thương nặng. Chát trai trợn ngược mắt rồi nói, cú đấm ấy mạnh quá. Chắc tôi không qua khỏi được rồi, xin anh cho tôi về dặn dò chuyện hậu sự. Về bảo với Tống Hồng Bân, nếu ông ta thấy đau quá thì có thể đến tìm tôi, Ngô Bình nói. Chát trai gật đầu rồi lảo đảo rời đi. Lúc này, Tống Hồng Bân đang sốt sắng chờ ở cửa phòng bệnh, khoảng chục phút sau, thấy chát trai quay lại, ông ta mừng rỡ hỏi, đại sự chát trai, cậu giết thằng đó chưa? Chát trai lắc đầu rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó lại hộc ra một ngụm máu rồi nói, cậu ta là đại cao thủ nên tôi không đánh lại được. Ông Tống, tôi sắp chết rồi, anh cả của tôi là đại sư têm nhờ ông bảo anh ấy trả thù cho tôi. Tống Hồng Bân giận người, đến chát trai cũng thua Ngô Bình. Giọng của chát trai rất yếu ớt, người đó nói nếu ông thấy đau quá thì có thể đến xin cậu ta. Xin nó ư, không đời nào, Tống Hồng Bân gào lên. Chát trai không nói gì nữa, hắn nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần rồi dừng hẳn. Tống Hồng Bân vô cùng sốt sắng, ông ta đi tới cạnh bà cụ rồi nói, phải làm sao bây giờ hả mẹ? Ngô Bình giỏi lắm, còn đang sợ chết khiếp lên đây. Bà cụ lạnh lùng nói, sợ cái gì? Mẹ đã thông báo cho bên nhà bà thông ra rồi, họ sẽ cử cao thủ đến ngay. Nhà họ tống chúng ta giàu bậc nhất ở Minh Dương, có khó khăn nào chưa trải qua chứ? Con bình tĩnh lại đi, thằng họ ngô kia chẳng mấy mà toi mạng đâu. chương 46 thiết xa trường. Ngô Bình chưa về nhà ngay, quảng trường này rất rộng, lại không có ai quấy giày nên anh định ở lại đả thông kinh mạch cấp 2 trên cánh tay. Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng, anh mới đi về. Trương Lệ đã dậy, đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Ngô Bình đang đánh răng thì Chu Thanh Niên vừa đi ra vừa nghe điện thoại, vừa nói chuyện được răm ba câu thì cô ấy đã biến sắc mặt rồi nói, ở đâu? Được, con đến ngay. Ngô Bình lo lắng hỏi, có chuyện gì thế? Chu Thanh Niên hòa khóc nói, ông tôi đang bị thương nặng. Ngô Bình hỏi, ông ấy đang ở đâu? ở tỉnh chu thanh niên đáp bố tôi đang đến đó rồi ngô bình cô chuẩn bị rồi chúng ta đi chu thanh niên lau nước mắt nói bố tôi không cho tôi đến bảo chứ chờ ở nhà thôi ngô bình híp mắt lại xem ra chuyện này còn phức tạp hơn anh nghĩ không sao tôi đi cùng cô nhanh lên ngô bình lái chiếc s năm của chu thanh niên lên tỉnh chuyện xảy ra thế nào cô có biết gì không anh hỏi Chu Thanh Nhiên suy nghĩ rồi đáp, nói đúng ra thì tôi cũng có một chút ấn tượng. hồi tôi còn nhỏ, cứ lâu lâu nhà tôi lại chuyển nhà một lần. Hơn nữa ông nội tôi đã đổi tên nhiều lần rồi, bố tôi cũng đổi một, hai lần gì đó. Ngô Bình, vậy là nhà cô luôn trốn ai đó ư? Chu Thanh Nhiên lắc đầu, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ ông bắt tôi học võ từ bé. Thật ra ban đầu tôi ghét lắm, nhưng vẫn phải học nên mới quen dần. Ngô Bình trầm mặc một lúc rồi nói: Cô gọi điện cho bố cô đi, hỏi xem ông cô bị thương thế nào, bảo là tôi có thể chữa được. Chu Thanh Niên gật mạnh đầu rồi gọi cho bố mình. Ngay sau đó, đã có một giọng nói uy nghiêm của đàn ông vang lên: Thanh Niên, con đừng lo, có bố chăm sóc cho ông rồi. Chu Thanh Niên, bố, ông có bị thương nặng lắm không ạ? Bố cô ấy bị người ta đánh cho một trường, bố đang nghĩ cách chữa trị. Trường gì vậy ạ? Chu Thanh Niên hỏi ngay người đàn ông trầm mặc chốc lát rồi khẽ thở dài đáp thiết xa trường ngô bình có thể nghe thấy rõ ràng anh lập tức đọc một đơn thuốc rồi bảo bố chu thanh niên ghi lại sau đó cho người đi mua về ngay nghe thấy thế bố chu thanh niên vội hỏi cậu là chu thanh niên đáp bố đây là anh ngô người đã cứu con và ông nội một mạng người đàn ông lập tức nói cậu ngô tôi nghe danh cậu đã lâu thang thuốc cậu vừa kê có thể chữa khỏi vết thương cho bố tôi ư khoảng 2 tiếng nữa tôi mới đến được, ông phải tìm được những dược liệu mà tôi kê trong vòng nửa tiếng, đập nát ra rồi thoa lên vết thương rồi chờ tôi. Người đàn ông nói, được, phiền cậu rồi, tôi chờ cậu đến. Ngắt máy, chu thanh niên nói, anh ngô, tôi nghe nói thiết sa trưởng có độc đúng không? Nói đúng ra thì không phải độc, mà là một loại khí đáng sợ có lực xuyên thủng rất mạnh. Chỉ cần chúng một trưởng đơn giản thôi cũng thủng tim được. Vết thương của ông cô rất nặng, nếu không dùng thuốc thì e không cầm cự nổi nửa tiếng nữa đâu. chu thanh nhiên cuống lên ngay, còn cứu được nữa không? chương bốn người bảy đã biết là ai ra tay chưa? cô yên tâm, có tôi đây rồi. ngô bình an ủi, tôi cũng đang chuẩn bị luyện trưởng pháp ấy, không ngờ lại gặp luôn rồi. chu thanh nhiên, anh ngô, người đánh ông tôi bị thương là cao thủ cảnh giới khí à? chắc chắn phải vậy, ngô bình nói, nếu không có chân khí thì không thể thi triển thiết xa trường được. Nếu cố luyện thì chỉ 3 ngày là nát tay ngay. Để không làm lỡ việc, Ngô Bình phóng xe như bay, tốc độ luôn ở mức 100 km/h, anh vượt hết tất cả các xe khác. Nhờ có khả năng cảm nhận hơn người nên anh mới duy trì được tốc độ cao này. Kết quả là Ngô Bình chỉ mất một tiếng rưỡi là đã hoàn thành quãng đường phải mất đến 2 giờ, chiếc xe rẽ vào một con hẻm rồi dừng trước một ngôi nhà bình thường. Cửa đang mở nên hai người đi vào luôn, có hai người đàn ông ra đón. Một người trong số đó rất có khí thế, vội vàng bắt tay Ngô Bình, "Cậu Ngô, tôi là Chu Truyền Võ, còn đây là em trai tôi, Chu Truyền." Ngô Bình gật đầu rồi hỏi, "Người bệnh đâu?" Ở trong nhà, hai người nhanh chóng dẫn Ngô Bình vào trong. Lúc này, Chu Viễn Sơn đang nằm trên chiếc sofa ở giữa phòng, mắt ông ấy trợn trừng, mặt thì tái mét, trông rất yếu ớt. Trông thấy Ngô Bình đến, ông ấy cố mỉm cười nói, "Tôi không định phiền đến cậu đâu, không ngờ cậu đã đến rồi." Ngô Bình ra hiệu cho ông ấy im lặng, sau đó giơ tay cởi áo của ông ấy ra thì thấy có một dấu tay màu đen in hẳn dưới ngực, hiện giờ đang được đắp thuốc theo lời Ngô Bình dặn. Ngô Bình bắt mạch cho Chu Viễn Sơn rồi dùng khả năng nhìn xuyên thấu vào vết thương. Anh phát hiện cơ bao quanh tim của Chu Viễn Sơn đã bị đứt khá nhiều, nếu không nhờ anh truyền chân khí vào và tác dụng của thuốc đắp thì ông ấy đã mất mạng rồi. Chu truyền võ sốt sáng hỏi, cậu Ngô, có chữa được không? Ngô Bình gật đầu, dù hơi khó, nhưng vẫn chữa được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian đấy. Anh lấy kim châm cứu ra rồi châm quanh vị trí tim của Chu Viễn Sơn. Chẳng mấy chốc, tim của ông ấy đã đập chậm lại, mấy chục nhịp một phút. Sau đó, anh lại kê một thang thuốc rồi bảo Chu Truyền nhanh chóng đi mua. Còn anh gọi Chu Truyền võ vào phòng rồi nói, cơ tim bị đứt, vết thương rất nặng, tôi sẽ cố cứu chữa hết sức, nhưng người bệnh có qua khỏi được hay không thì còn phải chờ vận may nữa. Chu truyền võ thở dài, nhờ cậu ngô cố hết sức, nói rồi, ông ấy cúi gập người xuống. Ngô Bình hỏi, đã biết là ai ra tay chưa? Chu truyền võ cười khổ, nếu cậu ngô đã hỏi thì tôi cũng không giấu nữa. Thì ra ngày xưa, Chu Viễn Sơn rất thích học võ nên bái sư học nghệ khắp nơi. Chưa đến 30 tuổi, ông ấy đã trở thành quyền sư nổi tiếng gần xa, cũng có rất nhiều người xin học. Một hôm, có người tên là Kiều Vân Lương đến xin tỉ thí, khi đó, Chu Viễn Sơn còn trẻ nên rất khỏe, kết quả đã đánh người kia bị thương nặng nhờ lực ngầm. Kiều Vân Lương ấy về nhà được ba hôm thì mất, con trai Kiều Vân Lương là Kiều Ba khi ấy mới có mười mấy tuổi. Kiều Ba ôm thù hận, thề với trời sẽ trả thù nên đã lên núi bái một cao thủ làm thầy và học thiết xa trường. Ông ta rất có năng khiếu với trường Pháp này nên chỉ mất 5 năm là học xong, sau đó đã xuống núi đi tìm Chu Viễn Sơn báo thù biết tin trước nên chu viễn sơn đã dẫn cả nhà mình bỏ quê đi nơi khác rồi thay cả họ lẫn tên bôn ba khắp nơi nhiều năm qua nhà họ luôn phải sống lẩn tránh trong khi đó thì kiều ba ngày càng nổi tiếng mới hơn 30 mà đã trở thành cao thủ cảnh giới khí và thu nhận rất nhiều đệ tử đồng thời còn đi nghe ngóng khắp nơi về chu viễn sơn nhà họ chu làm gì cũng rất kín kẽ nhưng vẫn bị ông ta tìm được lần trước có sát thủ đến nhà cũng là kiều ba muốn thăm dò thực lực của chu viễn sơn chương 48 tình hình sao rồi. Lần này, cuối cùng ông ta cũng mò tới rồi đánh Chu Viễn Sơn bị thương nặng, đồng thời còn nói sẽ tiêu diệt cả nhà họ Chu, không trừ một ai. Ngô Bình nghe xong thì cau mày, người này thật độc ác, trả thù thôi, chứ sao lại đòi diệt cả nhà người ta. Chu truyền võ cười khổ, vì ông ta quá hận chúng tôi nên tôi mới không cho thanh niên về đây, vì sợ con bé bị liên lụy. Chúng tôi đi trốn bao năm vậy là đủ rồi, cũng đến lúc giải quyết dứt điểm đi thôi. Thú thật với cậu, tôi đã mời vài cao thủ đến hỗ trợ rồi. Ngô Bình gật đầu, chuyện này chắc không giảng hòa được rồi, hai bên phải một mất một còn thôi. Chu truyền võ gật đầu, chuyện đến nước này thì không làm gì khác được rồi, đành liều một phen thôi. Sau đó, ông ấy nghiêm túc nói cậu Ngô, nếu chúng tôi gặp chuyện gì bất chắc, xin cậu hãy chăm sóc con gái tôi. Ngô Bình, ông đừng nản trí, chuyện đã đến hồi kết đâu. Chu truyền võ thở dài nói, nghe nói kiều ba cũng mời thêm mấy cao thủ nữa, e là chúng tôi không chiếm ưu thế trong trận ác chiến này rồi. Ngô Bình thầm thở dài, thủ oán trong giang hồ không phân định đúng sai, anh chỉ là người ngoài thì không nên xen vào. Chẳng mấy chốc, thuốc đã về, Ngô Bình tập trung chữa trị cho Chu Viễn Sơn, thậm chí anh còn thi triển cửu chuyển hoàn hồn châm cực hao tổn chân khí, kết hợp với các dược liệu quý hiếm, Cuối cùng Chu Viễn Sơn cũng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lần chữa bệnh này khiến Ngô Bình quá mất sức nên anh phải ngồi xuống tu luyện. Khi mở mắt ra thì trời đã tối. Chu Thanh Nhiên vẫn ở bên cạnh, thấy anh mở mắt ra thì hỏi, anh Ngô, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé. Ngô Bình gật đầu, đúng là anh thấy hơi đói. Tình hình của Chu Viễn Sơn đã ổn định, chỉ cần qua được 3 ngày thì sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa. Chu truyền võ và chu truyền đều đã đi đâu mất, chắc họ đi nghĩ cách ứng phó với chuyện này nên chỉ còn ba người ở lại đây. Không lâu sau, chu thanh niên đã bê một bát cháo, hai bát thức ăn và một bát cơm ra, rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị từ trước nên cơm nước vẫn nóng hổi. Ngô Bình ăn như hổ đói, sau khi ăn no, anh hỏi, tình hình sao rồi? Chu thanh niên, bố tôi đã tìm một nhân vật khá có địa vị trong võ lâm đến giảng hòa, nhưng chưa rõ kết quả thế nào ngô bình kiều ba đó nổi tiếng trong giang hồ lắm à chu thanh niên gật đầu tôi nghe nói ông ta là một cao thủ khá có tiếng ở kiếm nam nhờ giỏi thiết xa trưởng nên có rất nhiều người theo học ông ta mở nhiều võ quán lắm bây giờ ông ta còn là chủ tịch của tập đoàn thiết xa ở kiếm nam khối tài sản cả chục tỷ đấy ngô bình lắc đầu đã ở địa vị cao như vậy rồi mà sao vẫn ra tay ác độc thế chu thanh niên nghe nói người này rất nóng tính từng đánh chết cả con trai ruột của mình. Ngô Bình, vậy nhà cô phải cẩn thận, nghe căng đấy. Khi hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng động, Chu truyền võ đã về, cánh tay trái ông ấy buông thóng, hình như đã bị thương. Chu thanh niên hoảng sợ rồi vội hỏi, bố, tay bố sao thế? Chu truyền võ giận dữ nói, bố đã quỳ xuống rồi mà ông ta vẫn không chịu thôi, vẫn đòi diệt cả nhà mình. Thanh niên, con mau đi với cậu ngô đi. Trương 49 giờ chúng ta phải làm gì? Chu Thanh Nhiên lắc đầu, không, có chết thì cả nhà mình cùng chết. Im miệng, con ở lại thì chỉ như tự sát thôi, nghe lời bố, con phải sống cho tốt, ông ấy trầm giọng nói, vành mắt đã đỏ hoe. Chu Thanh Nhiên bật khóc nức nở, nhưng không chịu đi. Ngô Bình thấy đau đầu, người bệnh còn chưa ổn định sức khỏe thì anh chưa thể đi đâu được. Trầm mặc một lát, anh chợt hỏi Chu Thanh Nhiên, Thanh Nhiên cô có bạn trai chưa? Chu thanh niên ngẩn ra, chưa? Anh gật đầu, vậy từ giờ, cô sẽ là bạn gái của tôi. Với cương vị là bạn trai, đương nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhà bạn gái mình gặp nạn. Chu truyền võ mừng rỡ, cậu Ngô, cậu. Ngô Bình bình thản nói, chú ơi, từ giờ chú cứ gọi cháu là Ngô Bình. Chu truyền võ hít sâu một hơi rồi nói, Ngô Bình, cháu không cần lo về chuyện này đâu. Kiều Ba rất mạnh, chú không muốn người khác bị liên lụy giờ cháu không phải người ngoài nữa rồi nói rồi Ngô Bình ngoảnh sang hỏi Chu Thanh Niên đúng không Chu Thanh Niên cắn môi rồi gật mạnh đầu sau đó nhào vào lòng Ngô Bình cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng Ngô Bình thấy hơi rung động anh vỗ vai Chu Thanh Niên không có gì anh có cách chuyên khắc chế thiết xa trưởng rồi Chu Thanh Niên thấy vô cùng cảm kích cô ấy biết Ngô Bình làm vậy là vì gia đình mình Người ngoài muốn ra tay giúp đỡ thì phải có một lý do nào đó, nếu không sẽ khiến đối phương thấy khó xử. Rời khỏi vòng tay của Ngô Bình, Chu Thanh Nhiên nói, giờ chúng ta phải làm gì? Chu Thanh Nhiên hỏi Chu Truyền Võ, trước đó chú nói đã mời cao thủ đến giúp đúng không? Chu Truyền Võ cười khổ nói, đúng là chú có mời mấy người, nhưng tự nhiên họ lại cắt đứt liên lạc nên chú đoán họ không đến nữa. Chắc họ nghe phong phanh được tin gì đó biết tham gia vào vụ này sẽ gặp nguy hiểm nên đều lần hết. Ngô Bình, không đến cũng được, thế này đi, chú hay tập trung hết mọi người trong nhà mình lại rồi cùng đợi địch đến. Chu truyền võ gật đầu, Ngô Bình là cao thủ cảnh giới khí duy nhất của họ nên ông ấy sẽ nghe lời anh. Cuối cùng, sau một lúc bàn bạc, họ đã quyết định chuyển nhà ra ngoài ngoại ô. Làm vậy thứ nhất sẽ không ảnh hưởng tới hàng xóm, đối địch cũng thoải mái hơn. Thứ hai là có thể kéo dài thời gian, vì Kiều Ba sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian thì mới tìm thấy họ. Bây giờ, Ngô Bình thật sự rất cần thêm thời gian. Trong thiên địa huyền hoàng quyết có một môn võ kỹ tên là Kim Cương Chỉ, nó có thể khắc chế được thiết xa trường. Nhưng nếu muốn tu luyện môn võ kỹ này thì ít nhất anh cũng phải đả thông kinh mạch cấp 2 trên một cánh tay, cho nên anh cần thêm một chút thời gian nữa. Chu chuyển võ nhanh chóng tìm được một ngôi nhà ở ngoại ô để mọi người ở tạm. Vì bệnh tình của Trương Lệ cũng cần tiếp tục được điều trị nên Ngô Bình phải gọi cho bà rồi nói mình đã tìm được một công việc ở tỉnh, nhưng không có ai cơm nước cho nên muốn bà lên ở cùng mấy ngày, còn Ngô Nghi thì ở tạm bên nhà ông bà ngoại. Trương 50 vì nó có quy luật đặc biệt. Trương Lệ khăn gói lên tỉnh ngay, Ngô Bình thuê cho bà một căn nhà gần đó để tiện cho việc qua lại chữa trị. Thời gian còn lại, anh chuyên tâm vào việc đả thông kinh mạch cấp 2, anh đoán chỉ cần 2, ba hôm nữa là mình sẽ hoàn thành xong và có thể tu luyện kim cương chỉ được. Trời tối dần, vì là vùng ngoại ô nên không có đèn đường, cả thôn làng đều tối om, thi thoảng mới nghe thấy tiếng chó sủa. Tối nay, Ngô Bình tập trung tu luyện nên tiến bộ rất nhanh, kinh mạch trên cánh tay phải của anh đã được đả thông hết, sau này tiến hành với cánh tay còn lại sẽ dễ dàng hơn, chắc trong ngày mai là xong. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đi mua đồ ăn sáng rồi mang đến ngôi nhà gần đó để điều trị cho mẹ mình. Nhờ châm cứu cùng thuốc thang mà tế bào ung thư trong người Trương Lệ đã được kiểm soát. Nhưng đây là căn bệnh không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai được. Điều trị cho mẹ mình xong, Ngô Bình lại vội vã chạy về nhà họ Chu. Cứ thế cho đến giữa ngày hôm sau, cuối cùng anh cũng đã thông hết kinh mạch cấp 2 ở cánh tay phải, miễn cưỡng có thể tu luyện kim cương chỉ được rồi. Kim cương chỉ là một môn chỉ công có đường lối vận khí riêng biệt, mỗi ngón tay đều có một lối đánh riêng. Ví dụ như ngón tay cái sẽ có tên là kim cương ấn và uy lực thì vô cùng mạnh. Ngón trỏ là điểm long chỉ, vì đây là ngón linh hoạt nhất nên thích hợp để điểm huyệt. Ngón giữa là thần chỉ, thường xuyên có những đòn tấn công bất ngờ. Khi sử dụng cả năm ngón tay thì gọi là kim cương long chảo thủ, uy lực của nó mạnh hơn ưng chảo công rất nhiều. Lúc luyện võ, Ngô Bình sẽ luyện công trước, luyện kỹ năng sau. Nội công của anh rất thâm hậu nên luyện kim cương chỉ khá nhanh, chỉ cần vài tiếng là đã luyện xong rồi. Tiếp theo, anh cần luyện các chỉ pháp thật thuần thục cho quen tay nữa là xong. Khi trời sắp tối, người nhà họ Chu đều về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình điều trị cho Chu Viễn Sơn xong thì ngồi ở phòng khách luyện khí. Anh tranh thủ đả thông kinh mạch cấp 2 ở tay trái luôn, vì nếu thành công thì anh sẽ thi triển được đòn sát thủ của kim cương chỉ thậm chí, nếu anh có đủ thời gian để đả thông kinh mạch toàn thân và gia cấp thêm cho kinh mạch thì còn có thể phát huy tối đa uy lực của kim cương chỉ. Xét cho cùng, việc quan trọng nhất mà Ngô Bình cần làm là luyện khí. Bây giờ, anh đã ở cấp luật động của cảnh giới khí. Cấp này dạy cách hít thở làm sao để giúp chân khí có quy luật vận chuyển đặc biệt. Chân khí không cùng cấp thì uy lực cũng khác xa nhau, chân khí của Ngô Bình được gọi là chân khí huyền hoàng là vì nó có quy luật đặc biệt trong thiên địa huyền hoàng quyết chân khí huyền hoàng cũng có cấp bậc từ ngũ phẩm đến nhất phẩm nhất phẩm là mạnh nhất còn ngũ phẩm là yếu nhất chân khí của ngô bình đang ở cấp tứ phẩm vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn chân khí cấp tứ phẩm có khả năng xuyên thấu rất mạnh nó có thể đánh bỏ cách cả ngọn núi chân khí cấp tam phẩm thì có sức tàn phá khủng khiếp nên còn được gọi là năng lực bùng nổ nó có thể bùng nổ uy lực trong một phạm vi nhỏ chỉ cần tung một quyền bất kỳ cũng có thể đánh vỡ tim hay xương của người khác. Bất giác đã đến 3 giờ sáng, Ngô Bình cảm thấy chân khí của mình chợt ngưng tụ. Anh động tinh thần thì phát hiện chân khí của mình đã lên cấp tam phẩm rồi. Hay, chân khí cấp tam phẩm kết hợp với kim cương chỉ thì uy lực sẽ tăng thêm một bậc, Ngô Bình thầm nghĩ. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng động nào đó nên nhìn ngay ra ngoài. Lúc này trách một góc ở ngoài cổng có một bóng đen đang dính sát vào tường như con rơi. Trường 51 tôi là bạn trai của Chu Thanh Nghiên. Ngô Bình biết ngay đó là một cao thủ, hơn nữa còn rất giỏi trinh sát. Điều này chứng tỏ hành tung của nhà họ Chu đã bị phát hiện rồi, người này chỉ đến dò đường trước thôi. Ngô Bình nín thở đi ra ngoài, anh ấn ngón tay cái vào tường, đó chính là Kim Cương Ấn. Kim Cương Ấn có khả năng tấn công xuyên thấu và cả lực tàn phá, dù cách một bức tường dày 20 phân thì cũng tạo ra một lực rất mạnh. Hừ! Đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống, bóng đen ghé sát người vào tường đã rơi xuống đất, miệng, mũi, tai và mắt của hắn đều chảy máu ròng ròng, hắn chết ngay tại chỗ. Một cú điểm chỉ của Ngô Bình đã đánh nát tim hắn nên hắn mới chết ngay lập tức. Anh khẽ trèo qua tường rồi lôi thi thể ấy ném xuống dòng sông sâu ở gần đó rồi đi về luyện công tiếp. Chu Thanh Nhiên và Chu Truyền Võ nghe thấy tiếng động thì đều đi ra hỏi. Chúng ta bị lộ tung tích rồi, nhưng không sao, anh đã luyện xong kim cương chỉ rồi nên không việc gì phải sợ. Chu Thanh Nhiên ngạc nhiên nói, người đâu rồi ạ? À? Anh đánh chết xong ném xuống sông rồi, Ngô Bình thở ơ đáp. Dù đã giết người, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, tất cả những ai xuất hiện ở đây đều có ý đồ giết họ nên anh không thể nương tay được. Và lại, đã là chuyện giang hồ trả thù lẫn nhau thì anh cũng không lo pháp luật can thiệp nữa. Chu truyền võ, chú nhờ người hỏi hộ thì biết Kiều ba đã mời ba trợ thủ đến, họ đều là cao thủ cảnh giới khí, người cháu vừa đánh chết là một trong số đó. Ngô Bình gật đầu, đúng là cháu vừa đánh chết một người có tu vi ở cảnh giới khí. Chu truyền võ ngẩn ra, thầm thấy khâm phục Ngô Bình rồi nói, Ngô Bình, khi nào Kiều ba đến, chúng ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng Ngô Bình Bình thản đáp, Kiều Ba là trung tâm, chỉ cần đánh chết ông ta thì những người khác không còn đáng ngại nữa. Chu truyền võ gật đầu, đúng, nhưng Kiều Ba lại là người có thực lực mạnh nhất. Chu truyền võ vừa nói dứt câu thì Ngô Bình chợt liếc nhìn lên trên rồi hô, người đến rồi, mở đèn. Căn nhà vốn tối om chợt bừng sáng, Ngô Bình đi ra mở cửa. Có ba người đang đứng bên ngoài, bọn họ đều mặc những bộ đè đen xì. Người đứng giữa hơi thấp, mặt tròn, đôi mắt sáng quắc, đôi tay lộ ra ngoài thì trắng nõn nà như tay con gái. Ngô Bình híp mắt lại, chứng tỏ đây chính là Kiều Ba. Hơn nữa, ông ta còn tu luyện thiết xa trưởng đến cảnh giới cao nhất rồi. Kiều Ba nhìn thấy Ngô Bình thì hỏi, cậu là ai? Ngô Bình tự nhiên đáp, tôi là bạn trai của Chu Thanh Nhiên. Kiều Ba cười lạnh nói, con rể tương lai của nhà họ Chu à? Tốt, để giết luôn một thể. Quỳnh! mặt đất chợt rung chuyển, Ngô Bình lập tức ra tay mà không nói dài dòng. Không một động tác thừa, anh nhanh chóng thi triển kim cương chỉ để điểm vào ngực của Kiều Ba ngay. Kiều Ba giật mình rồi cười lạnh, bàn tay trắng nõn như ngọc tung ngay một trường về phía Ngô Bình. Ông ta đã tu luyện thiết xa trưởng trưởng đến tầng thứ 5. Hiện giờ, trưởng lực của ông ta rất mạnh, nhưng chưa gặp được đối thủ xứng tầm, vì thế ông ta không coi Ngô Bình ra gì hết. Trường 52 em về cùng anh, đưa cả ông đi luôn. Ngón tay cái của Ngô Bình điểm vào lòng bàn tay của Kiều Ba, một luồng sức mạnh cực kỳ sắc bén đã bùng nổ. Âm. Um. Máu bắn tung lên, lòng bàn tay của Kiều Ba đã bị thương, ông ta gào lên rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng Ngô Bình đã đuổi theo rồi tung chiêu Kim Cương Long trảo thủ vào ngực ông ta. Phụt. Lưng Kiều Ba nhô lên, cột sống lưng, tim và phổi đều nát bét. Người ông ta mềm nhũn ngã xuống đất hai người đứng cạnh ông ta thấy thế thì sợ hãi rồi lùi lại sau đó ngạc nhiên nhìn ngô bình tấn công xong ngô bình cũng lùi lại rồi nhìn hai người kia kiều ba đã chết hai người còn muốn đánh tiếp không người đứng phía bên trái đáp người đã chết rồi thì chúng tôi cũng không ở lại nữa ngô bình nói dưới sông có một cái xác là người của các ông đấy vớt về đi người đó im lặng rồi đi ra sông vớt xác sau đó nhanh chóng rời đi người còn lại cũng thở dài một tiếng rồi nói kiều ba tính sai rồi dứt lời người đó cũng bỏ về khoan đã ngô bình gọi người đó lại người đó sầm mặt hỏi cậu bạn muốn giữ tôi lại à ngô bình ông về bảo với đám đệ tử của kiều ba là nếu họ muốn trả thù thì trong vòng ba ngày tới cứ đến tìm tôi quá thời gian ấy nếu họ còn dám bén bảng đến tôi sẽ đến tận nhà từng người để hỏi thăm đấy còn nữa ông mang xác của kiều ba về đi Tôi sẽ chuyển lời, người đó nói rồi khiêng thi thể của Kiều Ba nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ngô Bình đóng cổng, Chu Thanh niên và Chu Truyền Võ lập tức đi ra. "Họ đi rồi sao?" Chu Truyền Võ hỏi. "Ngô Bình, Kiều Ba đã chết, hai người kia cũng rút rồi." Chu Truyền Võ thở phào một hơi, "Ngô Bình, cháu vất vả rồi." Ngô Bình vươn vai nói, "Chuyện nhỏ thôi ạ, à, chú Chu, chú cho người thăm dò phía nhà họ Kiều đi, chắc sắp có tin rồi đấy." Chu Truyền võ gật đầu, "Ừ." Dù chỉ là một trận đại chiến ngắn ngủi, nhưng Ngô Bình đã phải dồn hết toàn sức nên bây giờ anh cảm thấy rất mệt. Dặn dò răm ba câu xong, anh về phòng nghỉ luôn. Đến khi trời sáng, Chu Thanh Nhiên mang bữa sáng đến, Ngô Bình ăn qua loa một chút rồi hỏi, "Có tin tức gì chưa?" Chu Thanh Nhiên gật đầu, "Kiều Ba có một người con trai, hắn đã tìm một người trung gian đến hòa giải, nói là đồng ý bồi thường 20 triệu cho chúng ta." sau này hai bên không còn nợ nần nhau nữa ngô bình hỏi chúng ta đã đánh chết bố hắn mà hắn lại đền tiền cho chúng ta ư chu thanh niên đây là quy luật trong giang hồ mà ai mạnh hơn thì người ấy thắng thôi con trai của kiều ba không giỏi võ nhưng lại rất giỏi kinh doanh chắc hắn sợ chúng ta đến nhà đòi mạng nên mới muốn đền tiền cho mình ngô bình gật đầu nói nếu ở đây không còn chuyện gì nữa thì anh về đây chu thanh niên gật đầu em về cùng anh, đưa cả ông đi luôn. Vì thế, Ngô Bình lái xe đưa mẹ mình và Chu Viễn Sơn cùng Chu Thanh Nhiên quay về huyện Minh Dương. Anh đưa Chu Viễn Sơn và Chu Thanh Nhiên về căn biệt thự của họ trước rồi mới đưa Trương Lệ về nhà. Trương 53 cậu cũng to gan đấy, dám đến đây thật. Vừa mở cổng ra, họ đã nhìn thấy có một phong thư kẹp ở khe cửa nhà. Ngô Bình cầm bức thư lên, anh đã đọc được nội dung bên trong nhờ đôi mắt xuyên thấu, trong thư chỉ viết, 3 giờ chiều, gặp nhau ở công viên Thanh Sơn, phía dưới là tên của Tống Hồng Bân. Ông ta đến để xin anh cứu mình hay lại kiếm người đối phó anh đây? Nhưng nếu người ta đã mò đến tận cửa thì anh phải giải quyết thôi, ân oán giữa anh và nhà họ Tống cũng đến lúc chấm dứt rồi. Anh chợt nói, "Mẹ, Tiểu My đang ở nhà ông bà ngoại, hay chúng ta đến đấy ăn cơm luôn đi, con nhớ món hoành thánh của bà quá." Trương Lệ bó tay với anh nên đành nói, ừ, đi thì đi, đợi mẹ thu dọn một lát đã. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã lái xe đến nhà ông bà ngoại. Anh biết ông ngoại thích các món đồ sâu chuỗi nên đã mua cho ông một chiếc vòng bằng gỗ trầm. Ông ngoại của Ngô Bình đã 70 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, ông thích tập thái cực quyền. Trông thấy món quà mà cháu mình mang tới, ông rất vui rồi còn kéo anh vào uống rượu với ông ông bà ngoại anh chỉ có một người con là mẹ anh nên ông ta rất cưng chiều ngô bình chi phí lúc anh đi học hầu như đều do ông chu cấp từ nhỏ đến lớn gần như là anh ở với ông bà ngô bình cũng có ông bà nội nhưng rất ít khi qua lại vào các dịp lễ tết cũng chỉ có một mình bố anh về quê hơn nữa lần nào từ đó về nhà ông cũng nổi giận sau này khi bố anh qua đời ngô bình thì ngồi tù nhưng họ hàng không ai đến cả thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng không có Điều này khiến Ngô Bình cảm thấy thất vọng. Đến chiều, Ngô Mị tan học về nhà, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm vui vẻ. Ngô Bình uống một chút rượu, anh trò chuyện với ông một lát, sau đó ông chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi chạy vào phòng sách lấy một bức thư đã cũ ra, nói "Tiểu Bình, lần trước cháu hỏi ông về lai lịch của miếng ngọc bội, ông tìm được rồi này, cháu xem đi." Đây là bức thư từ đời tổ tiên của ông ngoại anh để lại nên đã rất cũ nội dung đại khái là tổ tiên của nhà họ Trương tên là Trương Bảo Quan là một viên ngoại, năm ông 30 tuổi thì vợ qua đời, trong khi họ chưa có một mụn con nào. Vào một ngày, Trương Bảo Quan đã trông thấy một cô gái ăn mặc rách dưới đi ăn xin ở đầu phố, trên mặt cô ấy có một vết sẹo đáng sợ, khiến ai thấy cũng phải tránh xa. Trương Bảo Quan thấy cô gái đáng thương nên đã mua cho cô ấy mấy cái bánh bao, cô gái ăn xong rồi cảm ơn ông. Ngày hôm sau, Trương Bảo quan vừa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy có một cô gái mặc váy vàng đứng trước cửa nhà mình. Cô ấy rất xinh đẹp, khiến ông kinh ngạc mãi không thôi. Cô gái nói mình chính là cô gái ăn xin hôm qua và muốn gả cho Trương Bảo quan kết duyên đầu bạc. Không lâu sau, hai người lấy nhau rồi sinh ra hai người con một trai một gái. Khi con cái trưởng thành, cô gái và Trương Bảo quan đã lên núi ở ẩn, trước khi đi đã để lại miếng ngọc bội này. Đọc xong bức thư ấy, Ngô Bình thấy rất kinh ngạc, cô gái váy vàng ấy là thần tiên ư. Anh gấp bức thư lại cẩn thận rồi đưa cho ông ngoại cất, mà trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn. Vợ chồng Trương Bảo Quan lên núi rồi tu tiên ư, có phải cô gái mặc váy vàng cũng biết tác dụng của miếng ngọc bội này không? Hai dưới chiều, anh lái xe một mình đến công viên Thanh Sơn. Con đường lên núi của công viên Thanh Sơn đã bị phong tỏa, song không ai chặn Ngô Bình lại, hình như họ đều biết thân phận của anh. Ngô Bình đi thong dong, không nhanh không chậm, mỗi bước đi đều phóng chân khí ra mạnh mẽ. Có một tròi nghỉ mát trên đỉnh núi của công viên Thanh Sơn, xung quanh có nhiều cây cổ thụ. Lúc này, có hai người đang đứng trong tròi nghỉ mát, một người là Tống Hồng Bân, người còn lại là mẹ ông ta. Trông Tống Hồng Bân rất bất ổn, mắt ông ta đỏ hoe, người ngợm thì khô héo như sắp chết. Ông ta căm hận nhìn chằm chằm vào Ngô Bình như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bà cụ cũng lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu cũng to gan đấy, dám đến đây thật. Có gì mà không dám, Ngô Bình thở ơ nói, bảo họ ra hết đi. chương năm không ngờ cậu lại trẻ thế này. Có một người thanh niên bước ra từ phía sau hòn non bộ, người này khoảng 30 tuổi, tóc húi cua, mắt sáng, hắn vừa bước ra thì đã đằng đằng sát khí nhìn Ngô Bình. Tống Hồng Bân nói, Ngô Bình, rốt cuộc mày đã làm gì tao hả? Ngô Bình, có gì đâu, Tôi chỉ khiến ông mất ngủ rồi chết dần chết mòn đi thôi." Tống Hồng Bân nghiến răng nói, "Thằng chó, dám ra tay ác độc với tao." Bà cụ hô lên, "Ra tay đi." Bà ta vừa nói dứt câu thì người thanh niên đầu cua kia lập tức rút một khẩu súng ra như làm ảo thuật. Bằng. Một viên đạn bay về phía Ngô Bình vừa chuyển xác vừa nhanh. Ngô Bình đã nhìn thấy người kia có súng ngay từ đầu nên đã có chuẩn bị trước, ngay khi hắn bóp cò anh đã nhích sang bên cạnh nửa mét, đồng thời phóng một cây kim châm cứu đi. Thủ pháp của anh có tên gọi là tha châm pháp, anh chỉ cần cọ hai ngón tay là kim châm cứu sẽ bay đi nhanh như điện nên đối thủ khó đề phòng được. Viên đạn bắn vào không khí, người thanh niên kia cao mày, sau đó mặt tối sầm rồi ngã ngửa. Cùng lúc đó, lại có một người đàn ông khác lao ra, người này đứng thẳng như cây thương trông rất khí thế. Tống Hồng Bân cười lạnh nói, ngô bình đây là cao thủ trong quân đội mày chết chắc rồi người đàn ông đó mặc đồ thể thao màu lam các bước di chuyển trông rất lạ lúc nào cũng nghiêm trang ngoài ra hắn ta còn giấu hai con dao nhỏ trong tay áo ngô bình cao mày anh không mang theo vũ khí trong khi đối thủ lại có dao anh đang ở thế bất lợi không ngờ cậu lại trẻ thế này người đàn ông lên tiếng ngô bình vẫn im lặng tập trung tinh thần nhìn vào người đàn ông đó hai người đứng đối mặt với nhau bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Người vừa nãy là đàn em của tôi đấy, hắn ta nói tiếp, như thể rất muốn giao lưu với Ngô Bình. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã bắn một chiếc kim châm cứu đi. Nhưng người kia phản ứng lại rất nhanh, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn ta đã nghiêng đầu sang một bên. Dù kim châm cứu của Ngô Bình vẫn ghim được vào đầu hắn ta, nhưng không trúng vào huyệt đạo. Người đàn ông gào lên rồi chạy về phía Ngô Bình cùng lúc đó hắn ta rút con dao vô cùng sắc bén ra ngô bình lách người lùi lại đồng thời điểm ngón tay anh dùng điểm long chỉ điểm vào sống dao sau đó nhờ lực chấn động mạnh mẽ mà con dao rung lên rồi tuột khỏi tay tên kia hắn ta xứng người rồi lại lấy một con dao khác ra động tác của hắn ta rất nhanh song nhờ đôi mắt xuyên thấu nên ngô bình vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vì thế anh lách người rồi ra tay Kim Cương Long trảo thủ quặp vào tay người đàn ông kia, rồi dùng sức bẻ quặp. Rắc. Người đàn ông ngự một tiếng, chém lệch dao sang một bên, còn Ngô Bình đã có chuẩn bị trước nên đã hất cổ tay hắn ta đi. Người đàn ông ngã lên hòn non bộ rồi nằm im. Chương 55 tới thì tới thôi. Người đàn ông ngã mạnh xuống hòn non bộ, mượn thế đó, Ngô Bình tấn công tiếp, khiến hắn ta bị gãy mấy khớp xương và cả cổ tay, từ đó lực chiến đấu đã giảm mạnh. Xong, Ngô Bình vẫn chưa chịu dừng lại, anh đạp xuống lưng hắn ta, sau đó chuyển chân khí vào khiến tên đó kêu lên hự một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu đen, sau đó bất tỉnh nhân sự. Ngô Bình vẫn chưa chịu thôi, anh lấy một cây kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu hắn ta rồi ngoảnh lại nhìn Tống Hồng Bân. Ông ta đang run lẩy bẩy rồi nhìn Ngô Bình với vẻ kinh hãi như thấy ma quỷ. Sao anh có thể mạnh đến vậy? Bà cụ cũng hoảng hốt rồi biến sắc mặt nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường rồi cay nghiệt nói, thằng kia, dù mày giỏi võ thì sao? Còn người nhà và bạn bè của mày nữa đấy, mày có tin tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì người nhà mày sẽ chết ở xó đường ngay không? Tao đã điều tra về mày từ lâu rồi, mày còn một mẹ già và một đứa em gái, ngoài ra còn có ông bà ngoại nữa. Xong, bà ta còn chưa nói hết câu thì chợt trợn tròn mắt, miệng méo sạch, mắt trợn ngược trắng dã rồi cất tiếng cười ngây dại. Ngô Bình đã bị chọc giận, mụ già này dám dùng người thân của anh để uy hiếp anh, đúng là đáng chết. Nhưng người nhà họ tống giặt một lũ độc ác nên anh không thể cho họ chết một cách dễ dàng được, anh sẽ dùng kim châm cứu khiến mụ già này trở nên lú lẫn đến hết đời. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế, Tống Hồng Bân kéo lấy mẹ mình rồi hỏi với vẻ hoảng sợ. Ông ta bổ nhào về phía Ngô Bình, tao liều mạng với mày ngô bình nhấc chân đá ông ta ngã xuống đất rồi lạnh lùng nói ông là một người sắp chết nên tôi không thèm giết ông nữa con trai ông đã đâm chết bố tôi con sai thì bố phải chịu trách nhiệm vậy suốt lời anh nhanh chóng cắm mấy cái kim châm cứu lên đầu tống hồng bân ông ta lập tức méo miệng toàn thân tê liệt không thể nói được gì nữa mà chỉ biết hoảng loạn nhìn ngô bình ngô bình mặc kệ ông ta rồi đi về phía người đàn ông ở cạnh hòn non bộ anh đạp cho hắn ta một cú người đàn ông lập tức tỉnh lại hắn ta nhìn sở bác rồi thờ ơ nói, là tại tôi sơ suất, muốn giết thì cứ việc, đúng là nam tử hán. Ngô Bình hỏi, anh được người nhà họ Tống thuê đến à? Hắn ta đáp đúng, nhà họ Tống trả tôi một khoản tiền lớn, tôi cứ nghĩ là một vụ đơn giản thôi, ai rẻ phải trả giá bằng cả mạng sống. Ngô Bình nói, tôi tha cho anh, anh hãy về nói với người nhà họ Tống là đừng động đến tôi nữa, không thì tôi sẽ đến tận nhà hỏi thăm đấy. Dẫu sao, mẹ của tống hồng bân cũng là phận dâu con nếu họ biết điều thì sẽ không dây dưa với anh nữa đương nhiên nếu họ không biết thân biết phận thì anh không ngại lên tỉnh một chuyến để càn quét cả nhà họ đâu người đàn ông ngạc nhiên nhìn ngô bình rồi nói cậu tha cho tôi thật sao ngô bình lạnh giọng nói nếu anh không muốn đi thì tôi giết anh cũng được người đàn ông vội nói tôi không có ý đấy cậu muốn tôi thông báo như vậy cho nhà họ tống vì không muốn xung đột với nhà họ nữa nhưng tôi nói cho cậu biết nhà họ sẽ không chịu để yên đâu ngô bình cao mày sao anh biết người đàn ông đáp gốc rễ của nhà họ tống ở tỉnh nhưng dây mơ dễ má nhiều lắm ví dụ như nhà họ tống là một quân cờ của nhà họ cung giờ anh đã tiêu diệt quân cờ của họ thì nhà họ cung kiểu gì cũng phản đòn ngô bình thở dài đúng là lo gì thì nó đến anh hỏi anh nghĩ nhà họ cũng sẽ đối phó tôi ư người đàn ông đây là chuyện bình thường trong giang hồ để đối phó với một cao thủ như cậu, chắc chắn nhà họ cung sẽ cử một người mạnh hơn tới. Ngô Bình cười lạnh, tới thì tới thôi. Người đàn ông, tôi là Hoàng Tử Cường, để cảm ơn hôm nay cậu đã tha cho tôi, mai này có gì cần giúp thì cậu cứ nói nhé. Trường 56 cậu phát hiện ra ư. Ngô Bình động lòng. Người này rất biết ân oán phân minh, anh nói cách tấn công của tôi rất đặc biệt nên chắc cổ tay kia của anh không dùng đến được nữa đâu. À, tôi còn đâm kim châm cứu vào người anh nữa, nhưng đừng rút ra, nếu làm thế thì anh sẽ bị liệt đấy. Hoàng tử cường cười khổ nói, sống được là tốt rồi. Về rồi, tôi sẽ sống ẩn giật, hy vọng có thể được thấy con trai mình lớn khôn lên người. Anh có con trai à? Ngô Bình hỏi. Hoàng tử cường, nó được 7 tuổi rồi, mấy năm nay, tôi cũng đã nghỉ tay gác kiếm. Nếu không tại nhà họ tống trả phí cao quá thì tôi cũng không xuất đầu lộ diện đâu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, anh gọi đàn em của anh dậy rồi đi theo tôi. Nói rồi, anh rút kim châm cứu ở mi tâm của người kia ra, sau đó vỗ cho hắn tỉnh lại. Người thanh niên đó tỉnh lại xong thì đứng lặng yên sau lưng hoàng tử Cường. Hoàng tử Cường cũng không hỏi lý do, mà chỉ đi theo Ngô Bình xuống núi. Đương nhiên Ngô Bình sẽ không dẫn hai người này về nhà mình, mà thuê một phòng khách sạn ở gần đó. Anh đi mua một ít dược liệu trước khi quay về thì Hoàng Tử Cường đã đau đến mức vã hồ môi. Hắn ta không thể nhấc cổ tay lên được, toàn thân thì đau nhức, cử động một chút cũng khó. Lúc này, hắn ta mới biết là Ngô Bình không lừa mình, thậm chí anh còn nói chưa hết mức độ. Thấy vẻ mặt đau đớn của Hoàng Tử Cường, Ngô Bình nói, này, bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây luôn rồi sống trong đau đớn cả đời. Hoàng tử cường cười khổ hỏi, tôi có thể nghe điều kiện thứ hai không? Ngô Bình, thứ hai là từ nay về sau, anh phải làm việc cho tôi, tôi bảo gì thì anh phải làm nấy." Hoàng tử Cường ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Tôi chọn cách thứ hai." Ngô Bình nói, "Tôi sẽ cắm vài cây kim trong người anh, chúng không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện hay sinh hoạt của anh hàng ngày đâu, nhưng mỗi tháng cần phải thay mới một lần, không thì anh sẽ đứt mạch máu mà chết." Tim Hoàng tử Cường đập thình thịch, "Vậy là chỉ cần tôi trung thành thì sẽ được yên thân đúng không?" ngô bình đúng bây giờ tôi vẫn chưa hiểu gì về anh cả khi nào tôi thấy anh đáng tin thì tôi sẽ xử lý hết những cây kim này hoàng tử cường gật đầu được tôi đồng ý bấy giờ ngô bình mới nối xương cho hắn ta sau đó rút kim rồi đắp thuốc một tiếng sau vết thương của hoàng tử cường đã ổn định hắn ta không còn thấy đau nữa cổ tay cũng có thể cử động nhẹ nhàng được ngô bình bắt đầu từ ngày mai Hai anh hãy sống ở ngôi nhà đối diện nhà tôi để phụ trách sự an toàn cho người thân của tôi. Nhà hàng xóm của anh đã chuyển đi, giờ nhà đang để không và cho thuê. Anh sẽ thuê lại rồi cho hai người này dưỡng thương ở đó, tiện thể bảo vệ an toàn cho mẹ và em gái anh. Hoàng tử Cường gật đầu, cậu yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình, tôi không bắt hai người làm không công đâu, chỉ cần hai người làm tốt thì tôi sẽ chỉ dẫn cho cả hai tu luyện. Sau đó, anh nhìn Hoàng Tử Cường rồi nói, anh đang gặp vấn đề khi tu luyện Đại Chu Thiên đúng không? Hoàng Tử Cường chố mắt ra nhìn rồi đứng bật dậy, cậu phát hiện ra ư. Ngô Bình, mỗi người đều có một cách vận hành chân khí riêng ở cấp Đại Chu Thiên, nhưng rõ ràng cách của anh đang có vấn đề. Có phải anh thường xuyên bị mất ngủ, hễ tu luyện là gặp ảo giác đúng không? Hoàng tử cường gật đầu lia liệm, đúng đúng, anh nói đúng hết. Ngô Bình, sau này, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh, để anh tu luyện đúng quy trình. Hoàng tử cường mừng rỡ, hắn ta sống ẩn giật là vì tu luyện có vấn đề, chẳng những tu luyện bị trứng lại, mà thực lực cũng bị ảnh hưởng. Nếu không hắn ta đang tuổi trai tráng thế này, sao phải lui về ở ẩn chứ? chương năm 17 anh, anh có mấy triệu thật cơ á? Cậu bạn, sau này, hoàng tử cường tôi sẽ trung thành với cậu, hắn ta nói. Ngô Bình, được rồi, anh đi nghỉ đi, ngày mai chờ tôi thông báo ngô bình để lại số điện thoại rồi đi về nhà ông bà ngoại vừa hay vào đúng giờ cơm tối sau khi anh chơi cờ với ông một lát thì cơm nước cũng xong anh chợt nói ông ơi cháu có chuyện này muốn bàn với ông ông cười nói được cháu nói đi ngô bình ông với bà cũng nhiều tuổi rồi cháu muốn cả nhà mình sống với nhau thật ra hai nhà cách nhau không xa vì ở cùng một thôn đi bộ cũng chỉ khoảng chục phút còn lái xe thì vài phút là tới nhưng dù thế cũng không bằng sống chung một nhà ông ngoại nói tiểu bình nếu sống chung thì nhà chật lắm à cháu cũng không còn nhỏ nữa đâu nên lấy vợ đi thôi ông bà tiết kiệm được ít tiền khi nào cháu lập gia đình thì ông bà cho mà mua nhà ngô bình mỉm cười ông ơi cháu muốn xây một ngôi nhà thật lớn để chúng ta ở chung với nhau cơ trương lệ ngẩn ra nói tiểu bình nhà mình chỉ có 100.000 thì sao mà xây nhà to được. Ngô Bình cười nói, mấy hôm trước, con đã đến đổ thạch thành và kiếm được mấy triệu, số tiền ấy đủ để mua nhà to rồi. Ngô Nghi sáng mắt lên nói, anh, anh có mấy triệu thật cơ á. Ngô Bình gật đầu, anh đang định mua mấy căn sát nhà rồi xây biệt thự. Nhà của nhà họ Ngô nằm ở ngay ngã tư của thôn nên giao thông rất thuận tiện. Từ lâu, Ngô Bình đã muốn xây biệt thự rồi, nhưng chưa có tiền. Bây giờ anh đã có tiền rồi thì muốn thực hiện mơ ước ấy. Ông ngoại suy nghĩ rồi nói, "Tiểu Bình, dù cháu muốn mua nhưng chắc gì người ta đã bán. Với lại, sớm muộn thôn mình cũng bị khai phá, mình bỏ cả đống tiền ra xây biệt thự, rồi mai này bị dỡ bỏ thì tiếc lắm." Ngô Bình cười nói, "Họ có đồng ý bán hay không thì hỏi là biết mà ông. Còn chuyện khai phá thì ít cũng phải chục năm nữa nên không lo đâu ông ạ." Ông ngoại gật đầu, "Cũng được." Thế cháu đi hỏi người ta đi, xem ý họ thế nào. Ăn cơm xong, nhà Ngô Bình đi về, khoảng 9 giờ tối, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Lâm Băng Tiên. Hai mẹ con cô ấy vẫn đang ở trong khách sạn, nhưng mãi không thấy Ngô Bình quay lại, họ hơi lo lắng nên mới gọi điện hỏi thăm. Ngô Bình tự vỗ vào đầu mình, suýt nữa anh đã quên chuyện này. Nhưng bây giờ, anh lại không thể đi xa được, vì thế đành bảo mẹ con cô ấy đến huyện Minh Dương. Lâm Băng Tiên đã mua vé xe vào sáng mai, Ngô Bình nói sẽ đến bến xe đón họ. Đêm đến, Ngô Bình tiếp tục đả thông kinh mạch cấp 2, chỉ khi đả thông được hết toàn bộ cơ thể thì anh mới có thể phóng chân khí ra ngoài. Khi nào đạt đến trình độ ấy, anh có thể đánh bại hết các cao thủ cảnh giới khí, dẫu sao một tu sĩ bình thường ở cảnh giới này cũng phải mất mấy chục năm mới đả thông kinh mạch cấp 2 được. Nếu tư chất không tốt, khéo còn mất cả trăm năm, nhưng mấy ai sống được đến ngần ấy tuổi. Ngô Bình có ưu thế vượt trội, cùng đôi mắt xuyên thấu nên có thể nhìn rõ các đường kinh mạch cực nhỏ, từ đó tốc độ đả thông kinh mạch cũng nhanh hơn mà không gặp nguy hiểm gì. Lúc này, anh đang đả thông kinh mạch cấp 2 trên vai. Một đêm yên ả trôi qua, sáng hôm sau, anh đưa Ngô Mi đi học trước rồi mới lái xe đến biệt thự của Chu Viễn Sơn. Bây giờ, ông ấy đã không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng vẫn cần nhiều thời gian để điều trị, cho nên anh phải đến đây hàng ngày để thăm khám. Chương 58 chỉ có thị lực của tôi tốt thôi. Chu Thanh Nhiên luôn túc trực bên cạnh ông mình, thấy Ngô Bình đến, cô ấy vội lấy hoa quả và bánh ra tiếp đãi, anh có thể nhìn ra cô ấy đã bỏ ra không ít tâm tư. Sau khi điều trị cho Chu Viễn Sơn xong, anh nói với Chu Thanh Nhiên, "Thanh Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em." Chu Thanh Nhiên vội nói, "Anh Ngô, có chuyện gì vậy?" "Ngô Bình, một thời gian nữa, anh định sửa nhà." Tiểu mi và mẹ anh chưa có chỗ ở nên anh muốn nhờ em cho họ ở đây tạm một thời gian. Chu Thanh Nhiên mừng rỡ, được ạ. À, ông em khỏi bệnh thì sẽ về tỉnh thôi, nhà sẽ không có ai nữa. Ngô Bình, mấy ngày nữa anh sẽ bảo họ chuyển tới, như vậy anh cũng đỡ phải chạy qua chạy lại. Nói rồi anh gọi cho Trương Lệ, bà nói, Tiểu Bình, có thanh tra Hà nào đến tìm con này. Thanh Cha Hà, Ngô Bình không biết người này nên nói, mẹ ơi mẹ bảo người ta nghe máy đi. Ngay sau đó đã có một tiếng cười lớn vang lên, ngô bình đấy à. Tôi là Hà Tất Sĩ, thanh tra của tri đội cảnh sát huyện. Tôi đến để hỏi cậu mấy chuyện, giờ cậu có về ngay được không? Ngô Bình, được, tôi sẽ về ngay. Khi anh về đến nhà thì thấy có một chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng nhà mình, Trương Lệ đang trò chuyện với một nam một nữ ở trong sân. Người đàn ông hơi béo đang cười híp mắt, cô gái thì xinh đẹp trẻ trung, phải thuộc hàng mỹ nữ như đường tử di. Cô ấy mặc chiếc quần bò màu tím, đi bốt, mái tóc buộc cao vừa đen vừa mượt, gương mặt trái xoan cùng làn da trắng nõn, đôi chân dài thẳng tắp và dáng người mảnh mai. Nhưng điều đáng kể đến nhất phải là bộ ngực siêu khủng của cô ấy, trông nó như sắp xé rách áo rồi nhảy ra ngoài đến nơi. Thấy Ngô Bình đã về, ông béo lập tức bước tới bắt tay với anh rồi nói, chào cậu, tôi là Hà Tất Sĩ. Ngô Bình gật đầu, chào ông, tôi giúp gì được cho hai người không? Hà tất sĩ cười lớn nói, hôm xảy ra tai nạn xe liên hoàn có mấy người chết và nhiều người bị thương. Sau đó, chúng tôi đã xem lại camera thì thấy cậu đã cứu hầu hết những người bị thương nặng. Ngoài ra, cũng chính cậu đã chế ngự người tài xế để anh ta không lặp lại hành vi phạm tội nữa. Tôi đến một là để cảm ơn cậu, hai là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình, không có gì, tôi cũng tình cờ đi qua đó nên tiện tay giúp đỡ thôi à tài xế khai thế nào tại sao anh ta lại đâm bị thương người khác cô gái xinh đẹp đáp tài xế đã tự sát trong bệnh viện rồi ạ à. ngô bình cao mày tự sát rồi ư hà tất sĩ gật đầu đúng vậy người trông coi của chúng tôi vừa lơ đi một cái là anh ta lấy kim truyền tự dạch vào động mạch cổ luôn máu bắn ra cả mấy mét vài phút sau là tắt thở ngô bình nhưng anh ta bị thương ở bệnh viện cơ mà dù bị đứt động mạch chủ thì vẫn phải cứu được chứ hà tất sĩ vốn dĩ là vậy nhưng hôm đó nhiều bệnh nhân quá nên các bác sĩ bận tối mắt cấp cứu chờ khi một bác sĩ ngoại khoa đến thì muộn mất rồi ngô bình thở dài người đã chết rồi thì còn điều tra gì nữa hà tất sĩ nói tiếp tôi thấy trước khi sự việc xảy ra anh đã đâm chiếc xe phía trước lăn xa mấy chục mét tôi muốn biết tại sao anh lại phát hiện ra người tài xế có vấn đề ngô bình lúc ấy Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc xe đó cách mình chưa tới 100 mét mà vẫn lao như bay, ngoài ra hình như còn không định phanh lại. Tôi biết các xe lớn đó khó mà phanh gấp được nên không nghĩ nhiều mà ấn còi ING ỏi, nhưng xe phía trước không hiểu ý của tôi, vì thế tôi đành phải khởi động xe rồi tông xe đó đến vị trí an toàn. Hà tất sĩ gật đầu, xem ra thị lực của cậu rất tốt, khả năng phán đoán cũng mạnh. Ngô Bình cười nói, chỉ có thị lực của tôi tốt thôi chương 59 không có gì, bác đóng cửa vào đi. Cô gái nhân mày, hả? Thị lực của tôi cũng tốt lắm, trên người đấy, không lẽ lại thua anh à? Hà tất sĩ cũng cười nói, đúng đúng, thị lực của nhược tuyết tốt lắm, cô ấy có thể nhìn rõ chữ e bé xíu ở khoảng cách hơn 50 mét đấy. Vì thế lần nào ngắm bắn cũng rất chuẩn, nên còn được đặc biệt danh là hoa hồng ngắm bắn đấy. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, thị lực của người bình thường tốt nhất là 10 phần 10, mà cô gái này còn trên cả người luôn ư. Thấy vẻ mặt đó của Ngô Bình, cô gái giơ tay ra nói, tôi là Chu Nhược Tuyết, thanh tra của chi đội cảnh sát, có phải anh nghĩ tôi đang bốc phét không? Ngô Bình thầm nghĩ mình nào có bảo cô ấy bốc phét đâu. Anh vội nói, không, tôi chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Thật không, Chu Nhược Tuyết nhớn mày nói, nhưng so với anh thì tôi chưa là gì cả, anh Ngô là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình cười mỉm nói, cao thủ võ lâm gì đâu, tôi chỉ luyện võ mấy năm thôi. Chu Nhược Tuyết, tôi đã điều tra về anh rồi. Hai năm trước, anh phải ngồi tù vì tội cố tình gây thương tích, vốn anh bị xử 7 năm, nhưng kết quả lại được thả chỉ sau 2 năm. Ngô Bình bình tĩnh nói, đúng vậy, thanh tra Chu tra rõ ràng quá. Lần này chúng tôi đến đây không có ý gì khác, chủ yếu là muốn cảm ơn anh thôi. À, người được anh cứu hôm đó cũng biết ơn anh lắm, có người còn nghe ngóng tin về anh để đến tận nhà cảm ơn đấy. Ngô Bình nói ngay, không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Hà tất sĩ cười lớn, chúng tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu Ngô, sau này nếu cậu gặp chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Nếu giúp được thì tôi sẽ không từ chối, nói rồi, ông ấy đưa danh thiếp của mình cho Ngô Bình. Hai người họ chào tạm biệt rồi ra về, sau khi tiến họ đi, Ngô Bình bắt đầu gọi cho nhà hàng xóm ở phía đối diện để thuê lại nhà của họ. Xong xuôi, anh lại gọi cho Hoàng Tử Cường, bảo họ chuyển đến luôn. Sau khi Chu Nhược Tuyết và Hà Tất Sĩ rời khỏi nhà của Ngô Bình, họ đã đến một ngõ nhỏ ở gần đó. Hiện giờ, họ đang tham gia vào một vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm cấp A, người này đã gây ra rất nhiều vụ án mạng, đã thế lại có khả năng phản trinh sát siêu phàm nên vô cùng nguy hiểm. Theo tin tình báo, đây có khả năng là nơi ẩn núp của hắn nên họ tiện đường qua xem sao. Khi đến trước một ngôi nhà, Hà Tất Sĩ gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai ra mở. Chu Nhược Tuyết nói: "Thầy ơi, hay mình vào trong xem sao đi." Hà Tất Sĩ ngẫm nghĩ rồi nói thôi, họ chỉ tiện đường qua đây ngó nghiêng một chút thôi, nếu không thấy ai thì về. Hai người vừa đi được mấy bước thì cửa chợt mở ra, một giọng nói vang lên: "Hai người tìm ai?" Hà Tất Sĩ ngoảnh lại thì thấy một bà cụ lưng còng thò đầu ra, gương mặt bà ấy đầy nếp nhăn, chắc phải ngoài 70 tuổi rồi. Hà Tất Sĩ vội nói: "Bác ơi, chúng tôi là cảnh sát." ngó qua chỉ muốn hỏi xem có ai sống ở đây thôi bà cụ nghiêng đầu nói tôi bị nghĩa ngãng nên nghe không rõ cậu nói gì cơ hà tất sĩ vội xua tay không có gì bác đóng cửa vào đi bà cụ lắc đầu rồi chậm chạp đóng cửa lại lúc bà ấy đóng cửa vào hà tất sĩ kéo chu nhược tuyết đi ra xa một chút rồi mới nhỏ giọng nói là hắn đấy chu nhược tuyết ngạc nhiên nói tội phạm là đàn ông còn đấy là bà cụ mà thầy Hà tất sĩ cười lạnh, ban nãy, bà ta nói mình bị ngánh ngáng, thế sao lại nghe thấy chúng ta gõ cửa? Chúng ta chỉ gõ nhẹ thôi mà, còn nữa, lúc hắn thò mặt ra, tôi đã phát hiện vùng da ở cổ và mặt khác nhau hoàn toàn. Điều quan trọng nhất là khung xương, rõ ràng người đó có khung xương của một người đàn ông nên không thể là phụ nữ được. Chu Nhược Tuyết nói ngay, để em gọi người đến ạ. Không kịp đâu, Hà Tất Sĩ cao mày, chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi, hắn sẽ chạy thoát khỏi hiện trường trong vòng 5 phút. chương 60 nổ súng. Chu Nhược Tuyết nói, thầy ơi, thế mình ra tay luôn thôi. Hà tất sĩ cười khổ nói, em quên hắn là cao thủ à. Đã thế còn giỏi ưng trảo công nữa, nếu chỉ có hai người chúng ta thì e không phải đối thủ đâu. Chu Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói, hay mình nhờ Ngô Bình giúp đi thầy. Anh ta cũng là cao thủ mà. Hà tất sĩ ngẩn ra, ông ấy đã được chiêm ngưỡng thực lực của ngô bình rồi đúng là phải trên cơ tên tội phạm này nhưng dẫu sao ngô bình cũng chỉ là một người bình thường nếu họ để anh tham gia vào vụ án rồi xảy ra chuyện gì thì ông ấy không gánh vác trách nhiệm được mất sau đó hà tất sĩ đã lắc đầu thôi chúng ta tự xử lý lên cò súng đi chỉ cần hắn chống cự là nổ súng ngay hai thầy trò nhìn nhau rồi đi về phía cửa lúc này ngô bình vừa rẽ vào ngõ ấy anh định đi đến nhà mãn tòng hổ để bàn chuyện mua đất của họ xây biệt thự. Sau khi bị anh dạy cho một bài học, bố con mãn tòng hổ đã yên phận hơn. Mỗi khi gặp Ngô Bình thì đều cúi người chào hỏi như bậc con cháu. Vừa rẽ vào con ngõ, anh đã nhìn thấy Hà Tất Sĩ và Chu Nhược Tuyết ở phía xa, họ đang cầm súng rồi tiến gần vào một ngôi nhà. Vì thế anh dảo bước nhanh hơn, vừa định lên tiếng chào hỏi với họ thì hai người chợt đạp vào cửa rồi xông vào bên trong. Vì thế, anh càng chạy nhanh hơn để xem có chuyện gì về phần hà tất sĩ ông ấy vừa xông vào trong thì chợt thấy cổ tay mình đau nhói khẩu súng lập tức rơi xuống cụ bà ban nãy trốn ngay sau cửa rồi tung trưởng đánh vào tay ông ấy hà tất sĩ kêu gào đau đớn nhưng vẫn cắn răng xông lên để tránh bị tấn công tiếp ông ấy kêu lên nổ súng păng păng chu nhược tuyết ở phía sau nổ liên tiếp hai phát súng nhưng vì quá căng thẳng và tội phạm phản ứng quá nhanh nên cả hai phát súng đều trượt. Quỳnh! Cửa bị ai đó hất bay về phía Chu Nhược Tuyết, cô ấy né không kịp nên đành giơ tay lên che chắn. Một lực mạnh ập tới khiến cô ấy ngã mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn, súng cũng rơi mất. Ngay sau đó, bà cụ kia đã cười lạnh bước tới rồi đá cánh cửa ra, hắn không còng lưng xuống nữa, còn đôi mắt thì lóe lên tia sáng lạnh lẽo như dã thú. Này cô em, trông cũng ngon phết đấy, chơi với anh một lát nhé, chơi xong rồi anh sẽ giết em sau, hắn cười lớn rồi thò tay túm lấy Chu Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết kêu lên thất thanh, nhưng vì đang nằm dưới đất nên chỉ có thể giơ chân lên đạp hắn. Xong, người này đã luyện ưng chảo công nhiều năm nên lực tay rất mạnh, hắn đã tóm được lấy chân cô ấy rồi cười lớn kéo cô ấy vào trong nhà. Một chân của Chu Nhược Tuyết đã bị hắn túm chặt, khiến cô ấy đau đến mức suýt ngất xỉu. Hà tất sĩ ở phía sau gào lớn lên định xông vào, nhưng đã bị người kia đánh bay. Ông ấy hoa mắt chóng mặt, vật vã mãi không đứng dậy được. Tên tội phạm ném chu nhược tuyết xuống đất rồi nhặt súng lên, hắn siết tay một cái, khẩu súng đã biến dạng. Đúng lúc này, hắn chợt hít mắt lại nhìn ra cửa. Không biết đã có một người thanh niên đứng đó từ lúc nào, anh nút tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn hắn. Vào đi, hắn vẫy tay, chuẩn bị đánh chết người thanh niên ấy, tránh anh báo cảnh sát. Thế mà người thanh niên ấy lại dám bước vào thật, khi nhìn thấy anh, mắt chu nhược tuyết sáng lên vì người đó chính là Ngô Bình. Khi Ngô Bình bước lại gần, tên tội phạm chợt giơ tay định bóp cổ anh. Xong, Ngô Bình cũng đã hành động ngay, thi triển kim cương long trào thủ để đánh trả ưng trào công. Hai trưởng pháp đụng độ, tên tội phạm đã hét lên đau đớn, tay hắn kêu lên rác một tiếng vì bị bẻ gãy audio điện tử võ tấn bền hết tập 3